Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 5 được tập. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học là nhân một số thập phân với một số thập phân. Tiết 25. Bài số 1, viết tiếp vào chỗ chấm. Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân, ta làm như sau. Rồi, như vậy thì chúng ta nhân như các số tự nhiên, nhân như các số tự nhiên. Tiếp theo, đếm xem trong phần thập phân, của cả hai thừa số, có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tách ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Bài B, đặc tính được tính. Bốn tám phẩy năm nhân sáu phẩy bảy bảy nhân năm là 35, viết năm ta nhớ như ba. Bảy nhân tám là 56, năm sáu ba là 59, chín là như năm. Bốn bảy là 28, 28 với năm là 33. Sáu năm 30 với không là như ba. Sáu tám 48, 83, 48 51 với một là như năm. Sáu bốn 24, 24 với năm là 29. Rồi chúng ta cộng lại. Cái này là bằng 5. 9 này bằng 4. 12 nhân 1 3. Rồi bắt đầu chúng ta đếm nè. Này là một số sao chữ phải. Đây một số nữa là hai số. Rồi ta đếm này, 1 2. Đánh chữ phải đây. 9,56 8,5. 5,6,30 với không ta nhớ 3. 55 5 x 5 là 25, 25 với 3 là 20, 18. Viết 8 ta nhớ 2. 59 45, 45 với 2 47. 8 x 6 là 48, viết 8 ta nhớ 4. 8 x 5 40, 44, 4 ta nhớ 4. 89 72, 72 với lại 4 là 76. Này là bằng 0, 16 nhớ 1, 7, 4, 11, 12, 2 là nhớ 1, 6, 4, 10, 11, 1, 1, 8, 1, 2, với 1 đây là 3, 1, 2, 3, đánh như phải đây, 12,46, nhân cho 0,7. 76 42 viết 2 là nhớ 4. 74 28, 28 với 4 là 32, viết 2 là nhớ 3. 7 14 17. 7 nhớ 1 là bằng 8. Này là bằng 0. Khó cần ghi. Bấy nhiêu thôi. Còn muốn nhân nữa thì nhân, cũng bằng 0.
không không Rồi chúng ta cộng xuống 2 2 7 8 1 2 3 1 2 3 đánh như phải đây. Chúng ta qua bài số 2. Một khu đất hình vuông có cạnh là 43,8 mét, tính chu vi và diện tích khu đất đó. Chu vi thì công thức tính chu vi là chúng ta có là P là bằng cạnh ta nhân với lại 4. Còn diện tích là S là bằng là cạnh nhân cạnh. Rồi như vậy chúng ta có cái cạnh rồi, chúng ta nhân bình thường. Chu vi hình, chu vi khu đất hình vuông là chu vi khu đất hình vuông là 43,8 ta nhân cho 4 bằng 4832 với 2 là như 3 phải 4312 12 với 3 là 15 với 5 ta nhớ 1 16 17 đơn vị là mấy. Rồi chúng ta qua tính diện tích. Diện tích khu đất hình vuông là 43,8 nhân 43,8 bằng 44,1819 đơn vị là mấy vuông. Đáp số chu vi 175,2 135,2 mét, diện tích 1918,44 mấy vuông. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 3. Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 16,4 mét, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích vườn hoa đó bằng DK mét vuông. Như vậy đây là mét vuông, đây là mét, người ta yêu cầu là DK. Để trước tiên chúng ta muốn có diện tích thì chúng ta sẽ đi tính cái chiều dài. Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là chữ nhật là 16,4 gấp 3 lần nhân cho 3 12 với 2 như 1 phải 18 19 với 9 như 1 49,2 mấy. Diện tích vườn hoa hình chữ nhật là 2 chiều rộng ta nhân với chiều dài bằng 806,88 đơn vị là giờ là mét vuông.
người ta yêu cầu là đổi sang là dk mét vuông. Rồi bằng đây luôn ha, dk mét vuông thì chúng ta sẽ là dk mét vuông nó sẽ lớn hơn mét vuông. Như vậy cái này chúng ta sẽ chia thêm 100, chia 100 nó là bằng 8,0688 dk mét vuông. Đáp số tám phẩy không sáu tám tám để cam đi phục. Chúng ta qua bài số 4. Viết số tích hợp vào ô trống. A cộng A cộng B, A nhân B, bên này B nhân A. Rồi A nhân B là 8,59 ta nhân cho 3,4 bằng 29,206. Rồi bên này B nhân A trước, như vậy là B đứng trước là 3,4 ta nhân cho 8,59 bằng, cũng bằng là 29,206. Bài này 6,53 ta nhân cho 5,6 bằng 36,568. 5,6 ta nhân cho 6,53 bằng 36,568. 4,7 ta nhân cho 0,38 bằng 1,786. 0,38 ta nhân cho 4,7 bằng 1,786. Đây là có tính chất giao hoán, hoán đổi vị trí nó thì cái tích nó không thay đổi. Phép cộng, phép nhân đều có tính chất giao hoán. Bài số 5, tìm số tự nhiên y biết. Như vậy trong này là số 5,18 ta nhân cho y bé hơn 12. Số tự nhiên là gồm những số nào? Là bắt đầu là số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, chấm phẩy, vân vân vân. Đó là những số tự nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ lấy con số 0 trước. Như vậy cái số này ta nhân với 0 thì nó là bằng 0. Đó. Như vậy là y là bằng 0 chấm phẩy. Rồi ta thử số 1 coi. 1 nhân với này thì nó cũng chính nó, chính nó thì nó phải bé hơn 10, 12. Như vậy là 1. Rồi chúng ta thử số 2 coi. Nhân vào số 2, 5,18 nhân 2. Như vậy được là 10,36. Đây là số 2. Và chắc số 3 thì chắc nó chắn là không được, là 3 nhân 5 là 15 rồi. 15 bé hơn số này là không phải, không được. Nè. Rồi, bài này thì cũng tương tự vậy. Y là bằng 0. Rồi y bằng 1. Rồi chắc chắn nó sẽ là y bằng 2. Rồi chúng ta xem mà y bằng 3 bằng bao nhiêu. 4,9 ta nhân 3 thử xem. Và y bằng 3 thì chúng ta 4,9 ta nhân 3 thì nó được là 14,7, lớn hơn rồi. Cho nên chúng ta có giá trị 3 giá trị này. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.